làm được 700 mấy. Cái xong cái bữa đó ông chủ của em nói: "Trời ơi chị Nhung ơi, chị Nhung, tìm em chị hai lần mà đánh một phát mà không ăn không ỉa không đái luôn." Trời ơi, một ngày đó bận quá trời bận luôn. Hỏi chị làm được nhiêu em? 400 mốt. Vào chị nói nghe nè, ngày mà chị Nhung mà không ăn không ỉa không đái mà nín đái nín ỉa luôn á, chị làm được nhiêu? 720. Bà thấy tao tục đứng không? Rồi bà làm mà không ăn không ỉa luôn, bà làm được 400 mấy. Ngày mà tao làm không ăn không ỉa luôn, tao được 720. Chị làm bột luôn, chị làm bột, làm đủ thứ hết trơn. Chỉ làm thinh là làm không được. Hái bữa đó nó vô khách mà chị nhìn nó nói: "Nó cái gì mà khách không trời, em như bốn cái tay bốn cái chân gì quay vòng 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 vòng, má như chấm chấm. Một mình em đẹp bát qua bát lại bát qua bát lại, một mình em quất ba con bột. Em biết thằng kia gắn chị bay qua đắp bột xong bay qua đây đắp bột con kia, bắt bột con kia xong quay ra mài xong rồi quay ba ra ngoài con kia. Ủa chứ chị không phải làm từng con mà chị chơi bắt cứ bắt chị luôn hả? Ừ, bắt cứ bắt luôn. Dạ mẹ. Ừ, bận quá chịu hết nổi. Má bởi ngày nào mà tao không ăn không bẻ không đái là 720. Còn bà kia không ăn không bẻ không đái làm dữ dằn lắm, em nghe tưởng đầu ngàn nha chị, 401. Có cái gì đó sao sao. Xoáy ca mà. Ừ, xoáy ca của cái tim mà. Cái gì làm cũng được, mà làm thinh này làm không được. Thì đó. Nhưng mà đây thích làm tình nha.